Đầm mới vừa về là lên sóng sale luôn cho chị em mình đây ạ. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1540 nha. Đầm này thiết kế sẽ là cổ đắp chéo cho cả nhà mình ạ. Tay lỡ nè, ôm eo, dáng đầm body cho cả nhà mình. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1540. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Mã số kèm luôn cho em cái số điện thoại, bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn cho mình ha. Cái chất liệu vải ren cho mình mặc lên phải nói là nó đẹp xuất sắc luôn đó chị. Bình thường em về ren cho mình là em về ren hoa đúng không? Em về giờ cho mình những cái ren hoa ren họa tiết. Và đợt này thì em về cho cả nhà mình ren thổ cẩm đây. Mẫu đang mặc trên người mã số 1540. Ngay bây giờ cả nhà mình đặt hàng lên đơn thật là nhanh và thật là sớm nha, để bên em tư vấn và chờ hàng luôn. Các chị mình đặt hàng nhanh đó, em đảm bảo có đơn hàng cho mình. Còn chị khách nào mà mình đặt hàng chậm quá nó sẽ hết hàng nha. Cho nên cố gắng mình đặt hàng thiệt là nhanh và thiệt là sớm nha, để bên em tư vấn và chờ hàng luôn. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1540 ạ. Đầm đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1540. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm. Chị Vân Võ có đơn hàng 1540 luôn ạ. Rồi nhanh tay cả nhà ơi, váy đang có cho cả nhà mình được 4 size đầy đủ. Em có M, có L, XL và là 2XL 40kg cho tới là tầm 65-66kg. Em tối nay em tầm 85-86 đổ về, cả nhà mình sẽ mặc đẹp thoải mái nha. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm để giúp em tư vấn và chờ hàng luôn. Mã số mới xin hỏi cho em là được nha các chị ơi. Rồi nhanh tay lên đơn thật là sớm nha em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn ạ. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1540, kèm luôn cho em cái số điện thoại là được luôn ha. Đầm ren mới về, mẫu best seller đó các chị ạ, là em lên sóng liền cho cả nhà mình đây. Đầm hi kết sẽ là cổ đắp chéo nha, dáng là body bút chì cho cả nhà mình. Đi chơi, đi tiệc, đi làm thoải mái thả ga. Và với cái gam màu này, chị khách nào mà mình tròn người có bụng á, mình vẫn có thể bon chen được cái em đầm body bút chì nè nha. Mặc lên nhìn cái bụng của mình nhỏ xíu luôn ạ. Phân bản eo thì em sẽ may cho mình bản eo to như thế này nha, cỡ tầm như vậy rất là vừa mặc luôn. Và cái chất liệu vải ren của mã 1540 này phải nói là quá xịn mịn luôn ạ. Thường thường thì em về cho mình là ren hoa đúng không? Và đây cả nhà nhìn giùm em cái ren họa tiết này, trời ơi nó đẹp. Chất ren họa tiết thổ cẩm cho mình, co giãn nhẹ nhàng nha. Và đầm ren này á là đầm ren bông á các chị ạ, chứ không phải là đầm ren chằng thun. Khi mà cả nhà sờ lên và nó êm ái giống như là len vậy đó các chị. Ren á mà cái vải của nó đẹp, nó mềm như là cái len vậy đó các chị ạ. Váy được 4 size nha, M là XL là 2XL 40kg cho tới tầm 65-66kg. Em tối đa thì em tầm 85-86 độ về, cả nhà sẽ mặc đẹp thoải mái cho em luôn. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1540. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. 1540 kèm luôn cho em cái số điện thoại. Chị Ngọc Ân có đơn hàng luôn ạ. Chị Võ Vân ok chốt luôn. Còn chị khách nào mình đặt hàng nữa ngay bây giờ mình tranh thủ. Dạ em chào chị Nguyễn Thắm nha. Váy có size M không sắp? Dạ có 4 size đó chị. Em có M, có L, XL và là 2XL. Phần tay nè em sẽ may cho mình một lớp, với lại cái phần đuôi váy sẽ có một khúc á, nhỏ nhỏ là sẽ một lớp cho mình ha. Còn trong phần thân sẽ may cho mình kỹ thuật là hai lớp luôn. Nó sẽ có cái hiệu ứng đậm nhạt ở trên mặt vải, cho nên khi mà mình diện lên thì nó sẽ lung linh lấp lánh ha. Rồi váy này đang có 4 size đó chị. Mã số sản phẩm là 1540 nha. Chị mình đặt hàng nhớ kỹ mã số giùm em. Chị khách nào đặt hàng thiếu mã nè, hoặc là sai mã số thì bị bỏ qua đâu và chưa được chốt xe đâu. Rồi em váy này thì cái phần cổ áo thì mình có thể tùy chỉnh được. Ở đây thì em nhíp giữa ngay đây, vừa tầm em mặc. Chị khách nào thích mặc kín đáo nhíp cao lên được, thích mặc kín đáo nhíp cao lên được cho em. Rồi thích mặc gợi cảm sexy thì mình khỏi nhíp lại luôn ha, mình để sâu sâu xuống một chút cũng được. Dạ đúng một màu á chị, cái gam màu xanh đen này cực kỳ dễ mặc luôn. Thứ nhất là nó tôn da, tôn dáng của mình. Còn cái thứ hai là em váy này á các chị, mặc lên phải nói là đi chơi cũng được, đi tiệc cũng được luôn. Nó không có quá lè lẹt nha, cái gam màu này quá đẹp, quá sang luôn á, rất là tôn da. Chị khách nào da trắng á, mặc lên đẹp sẵn rồi nhưng mà da ngâm dần lên rất là ok. Dạ 62kg mình mặc cho em size 2XL đi chị. Váy đang có đầy đủ 4 size M, L, XL và là 2XL. Ở đây em cao 1m65, nằm để mặc dài qua gối của em. Mình thích mặc đi chơi cũng được, mình thích mặc đi làm cũng rất là lịch sự luôn ạ. Rồi nhanh tay cả nhà ơi, 63kg mình mặc 2XL luôn chị. Chị Châu Ngọc có đơn được kiểm tra hàng không sắp? Dạ được chứ chị ơi. Bây giờ chị coi kiểm tra livestream nè. Đầm này thiết kế sẽ là cổ đắp chéo, tay lỡ nè, dáng là body bút chì cho mình ha. Rồi chân váy nó sẽ tà sâu cho cả nhà mình nữa. Khóa kéo thì nằm đằng sau lưng, mã sản phẩm là 1540. Thì về nhà mình nhận được hàng y cho như vậy. Còn cái phần họa tiết nè chị mình nhìn giùm em, trời ơi cái vải, cái vải bông mềm thích lắm luôn á. Phần tay này may một lớp ha, thân váy thì kỹ lưỡng là hai lớp luôn cho mình, da màu xanh đen nữa. Cái họa tiết rất là đẹp. Thường thường em về cho cả nhà mình chất liệu vải ren á là em thường về ren hoa nhỏ, ren hoa to cho cả nhà mình đúng không. Và lần này thì em
độ khác một chút xíu. Em về cho mình cái chất rang nó cũng khác, cái chất rang này nó mềm, nó bông như là len vậy đó các chị. Và cái họa tiết cũng là họa tiết thổ cẩm cho mình ha, say xịn mịn luôn. Rồi nhanh tay dùng em nha các chị, chặt tay qua hết hàng. Tại vì cái đồng này á, vải của nó hơi bị hiếm á các chị, cho em không về được cho mình số lượng nhiều, em chỉ về cho mình được một số lượng ít thôi. Nhất là những chị khách nào mà mình mới vừa biết đến với shop em thì mình nên trải nghiệm thử nha. Nhiều khi đặt một lần là các chị mình chỉ có ghiền thôi ạ. À, mẫu đang mặc trên người mã số 1540, đặt hàng nhớ kỹ mã dùng em nha. Thường đồng nào đẹp số lượng về cũng ít hết, cho mình phải tranh thủ đặt hàng thật là nhanh. Mã số 1540 và kèm luôn cho em cái số điện thoại để được áp dụng mã giảm giá. Thì cả nhà chỉ cần chia sẻ là chuyên gia shop bao nhiêu lượt ạ? 3 lượt thôi, mình chia sẻ lên tường vào nhóm và để với chế độ công khai như mình ok nha. Chị Ngọc Ly có đơn hàng luôn ạ. Chị Nguyễn Trâm ok chốt 1540. Còn chị khách nào mình đặt hàng nữa ngay bây giờ mình tranh thủ lên giùm em nha. 1468 ngày nhà ơi, quá xuất sắc luôn, đầm thiết kế sờ cổ sơ mi cho mình nha. Tay lỡ vai hơi phồng một chút xíu, nhấn cái phần eo dáng hồng phong xòe cho chị em mình nè. Chiếc lì vải này dòng ở chiếc phong cao cấp nha, da màu xanh như mình mặc lên rất là bắt mắt luôn và cực kỳ tôn da tôn dáng. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1468. Rồi bây giờ chị khách nào mình đặt hàng mẫu đầm này thì mình comment liền phía dưới cho em nha. Mã số 1468 và kèm luôn cho em cái số điện thoại của mình. Bên có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn nha. Chị khách nào đặt hàng nhanh có đơn là hàng chậm hết hàng nha các chị. Cố gắng mình lên đơn thiệt là sớm nha em, để bên em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn ạ. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1468. Đầm đang mặc trên người mã số sản phẩm 1468. Em chào chị Mỹ Duyên nha, chào cả nhà mình mới vô, xinh quá luôn các chị ơi. Chất lại vải chiếc phong là cả nhà mình, cao 1m65, đầm em mặc dài phủ gối của em luôn. Các chị thích mặc dáng dài cứ để dài dài như vậy, còn chị khách nào mà mình đã chán mặc dáng dài rồi thì cả nhà có thể lên like, cắt ngắn tùy theo ý thích của mình mà không hề sợ bị mất phong rồng. Ngày hôm nay thì em bấy này sẽ khó có 199.000 đồng, quá trời quá đắt rẻ luôn. Quan trọng là cả nhà có đặt hàng nhanh hay không, đặt hàng kịp hay không, chậm tay quá là nó hết hàng nha. Cố gắng mà đặt hàng gặp là sớm, em chào chị Nguyên Thảo luôn ạ. Ngày hôm nay cái em váy sơ mi này em xả kho rất là nhiều luôn ha, chỉ có 100 mấy thôi. Quan trọng là các chị mình có đặt hàng nhanh và đặt hàng kịp hay không nha. Có một số chị khách em đã sale đầm rồi nhưng mà hôm nay thấy sale không đặt, ngày mai quay lại đặt hết hàng. Rồi ngay bây giờ tranh thủ liền giùm em, chỉ còn 2 size và giá của em đó ngày hôm nay báo luôn cho chị em mình nha. 199.000 đồng, giá gốc thì cả nhà đã quá quen thuộc rồi, 508, còn trong bài livestream ngày hôm nay 199.000 đồng chút luôn. Hàng còn tem mắc đầy đủ nha và mới 100% cho mình luôn ạ. Nhìn cái màu sao là ghiền rồi các chị, cả nhà thấy em mặc lên đâu trắng tươi, trắng mơn mởn luôn các chị ạ. À, ga màu này mặc lên rất là tôn da và cực kỳ tôn dáng cho mình. Nhất là những chị khách nào á mà mình hơi tròn người hay là mình có bụng thì ok chốt ngay cho em cái mẫu đầm này, mặc lên là bao ghiền luôn ha. Chứ là vải chiếc phong như mình, đây là dòng vải cao cấp luôn chứ không phải là vải thường nữa các chị, vải xịn luôn á. 199.000 đồng, không đủ tiền công may, không đủ nữa cái thân vải rồi các chị ạ. À, ngày hôm nay giá tặng cho những chị khách quen và cũng coi như giá là quen với chị những chị khách mới. Mã số cho em 1468, đặt hàng nhớ kỹ mã dùm em nha. 1468 kèm số điện thoại, mã bao nhiêu vậy sắp giảm, mã 1468 nha chị. Đặt hàng comment mã phía dưới dùm em nào, 1468 kèm số điện thoại. Chứ chiếc không thì chắc chắn là sẽ may cho mình hai lớp luôn nha. Khóa kéo nằm đằng sau lưng, form dáng nằm rất là xinh luôn á các chị, dễ mang thật sự, vừa che khéo được phần bụng tốt nè, vừa tôn da tôn dáng cho mình nữa ha. Cao 1m65, đầm này mặc dài qua gối em một chút xíu nha các chị, thích mặc dáng dài để dài, còn thích mặc trên gối thì lên like, không hề sợ bị mất form luôn. Thì bình thường các chị bên mua một cái áo sơ mi bình thường giá 250-300 trở lên, cái đó là chị bình thường. Còn đây là nguyên một cái em đầm sơ mi luôn, chất chiếc phong bao đẹp luôn ha. Cổ sơ mi nè, đường may rất là đẹp luôn, vai may phồng mà không sợ bị chật bắp tay. Thì thường á là mình sẽ có cái phần thịt ngay phần bắp tay này đúng không các chị, mặc thoải mái luôn, không sợ chật, em cũng có đây các chị ạ. Rồi phần cổ tay được may gập bẻ lên cách điệu ha, kèm thêm cái cúc ngọc trai, và cúc này thì em cũng may luôn cho mình ha. Giá cúc có thể bán 580.000 đồng, bán rất là chạy hàng luôn. Nhưng trong bài livestream ngày hôm nay em chỉ còn có 2 size thôi. Cả nhà lưu ý nha, bình thường 4 size 5.000 cái, 6.000 cái, ngày hôm nay có 2 size, có mấy chục cái thôi à. Chị khách nào mà đặt hàng nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm. Chị Ngọc Hiền, chị Thanh Nga ok chốt luôn ạ. À, chị Nguyễn Hằng thấy chị không em? Em thấy chị, mình cứ việc comment phía dưới đi chị. Mã số 1468 kèm luôn cho cái số điện thoại và đừng quên chia sẻ livestream cho shop 3 luôn. Mình chia sẻ lên tường, chia sẻ vào nhóm và để với chế độ công khai, bên em có bộ phận chuyên viên gọi điện thoại tới và tư vấn nha. Có size 68 ký không shop có đó chị, 2XL nha. Mẫu đầm này sẽ có size từ 55 cho tới là 68 kg, và eo tối đa thì eo tầm 75 cho tới là eo tầm 60, eo 75 cho tới eo 88 thì mình sẽ mặc vừa cho em ha. 64 kg 2XL luôn ạ. À, chị Thanh Trà thêm cho chị chiếc nữa nè,
Rồi nhanh tay giùm em, 47 kiếm hết hàng rồi chị. Bây giờ nếu như mà dưới 55kg nha, để em hết hàng rồi, xíu nữa em lên cho mình mẫu khác mình săn sale nha. Riêng cái em váy này là độc nhất vô nhị luôn, từ trước cho tới bây giờ. Đây là lần đầu tiên em về cho mình cái gam màu này, màu xanh nha các chị, xanh long công. Xanh long công nha chị mình. Nhiều chị thì thường nhầm lẫn với màu xanh rêu với màu xanh long công á, cái chị nó na ná nhau rồi nó hơi khác một chút xíu, cái màu này hơi bị hiếm nha. Dạ, 59kg vừa, 59XL. Chị Thúy Quỳnh có đơn hàng luôn ạ. Rồi chị Trần Thị Ngọc Liễu nè, chị Nguyễn Thị Cẩm Tiên có đơn luôn. Mẫu đang mặc trên nguồn mã số 1468, bây giờ cứ việc đặt hàng đi ạ. Tại vì một mình em thì sẽ không có tư vấn kịp đâu. Đặt hàng cho xin mã số sản phẩm 1468 và kèm luôn cho em cái số điện thoại của mình, em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn ha. Chị khách nào đặt hàng nhanh em đảm bảo có đơn hàng cho mình. Còn chị khách nào đặt hàng chậm thì sao cái gì? Hết hàng. Đó, rồi nhiều khi nó cũng không còn sale nữa. Từ 580 giảm mạnh còn 199, quá rẻ luôn, chốt đơn liền. Nhất là những chị khách nào mới vừa đến shop em, đặt cái mẫu làm này về ghiền liền, mê liền, cho kiểm tra trước khi thanh toán dùng đến 600 ngàn đồng được miễn phí cho hàng Trung Quốc. Và đừng quên chia sẻ livestream để mình được áp dụng hết những cái chương trình ưu đãi nha. Không có chia sẻ livestream việc đầu tiên là không có được sale rồi đó. 580 giá nó hơi cao so với giá 199 nha. Bình thường em chưa sale 580, giá nó bình thường đúng không? Mình thấy nó bình thường, tầm những cái em đồng mà trung niên thì giá như vậy là hả, đã quá quen rồi đó. Nhưng mà ngày hôm nay em sale 199 thì mình so giá đi, 580 nó cao hơn giá 199 nhiều đó. Cảm ơn chia sẻ có 3 lượt thôi, cố gắng đặt hàng sớm nha em nha. 1468 kèm số điện thoại, nhanh tay lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng luôn. Em giảm giá mẫu đồng này 10% nha các chị cho mình ha. Tay lỡ dán đồng vân suông cho mình, váy mang một lớp kèm rota 2 túi câu hoa kéo phía sau lưng. Mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1490. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm với em nha. 1490 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được nha các chị. Họa tiết chapel nè, dán đồng vân suông một lớp 2 túi cho mình ha, chất liệu vải cát Thái, dòng vải cao cấp cho mình luôn, mặc lên phải nói là cực kỳ xinh luôn ạ. Tay lỡ cho mình ha, phần tay này em mặc thoải mái này, không sợ bị chọc quắp tay luôn, dán đồng vân suông. Em chào chị Nga nha, chào cả nhà mình mới vô. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1490, đầm đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1490. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. 1490 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được nha các chị. Em xem ngay trong bài live stream ngày hôm nay, chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1490 và kèm luôn cho em cái số điện thoại là được nha các chị. Em xem ngay trong bài live stream ngày hôm nay ạ. Chị khách nào mình đặt hàng nhanh á, em đảm bảo có đơn hàng cho mình. Còn chị khách nào mà mình đặt hàng chậm quá thì sẽ hết hàng đó. Cho mình cố gắng mình tranh thủ đặt hàng thiệt là nhanh và thiệt là sớm nha, để bên em tư vấn và chờ hàng cho mình luôn. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1490 ạ. Đầm đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1490. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ nha. Chị Diệu Nguyễn 1490, ok có đơn luôn ạ. Sale rẻ nha các chị. Giá chỉ có là 249.000 đồng trong bài livestream ngày hôm nay. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1490. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha em ạ. Hiện tại shop đang có cho cả mình 3 size M, L và size XL 40kg cho tới là tầm 60-62kg. Eo tối đa thì eo tầm 80-82 độ về, cả nhà sẽ mặc đẹp thoải mái cho em luôn nha. Mã sản phẩm là 1490. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha em luôn. Các chị mình đặt hàng nhanh á chắc chắn là sẽ có đơn nè, còn chị khách nào mà mình đặt hàng chậm quá đó hết hàng uổng nha. Ngay bây giờ lên đơn thật là sớm nha em, để bên em tư vấn và chờ hàng giờ sai cho cả nhà mình luôn. Mã số sản phẩm kèm luôn cho em cái số điện thoại là được nha các chị. Xem ngay trong bài live stream ngày hôm nay ạ. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn thật là sớm nha em tư vấn và chờ hàng nha. Mã số với số điện thoại cho em tư vấn và chờ hàng nha. Rồi nhanh tay đặt hàng thật là sớm nha em tư vấn và chờ hàng giờ sai cho cả nhà mình luôn ạ. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1490. Đầm đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1490 cả nhà ơi, xinh quá trời quá đất luôn ha. Dán đầm chữ A, một lớp, hai túi, có khóa kéo, mã số 1490. Rồi bây giờ chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha. Mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị, nhanh tay lên đơn thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng luôn ha. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại. Chị Nguyễn La có đơn hàng, còn size M không sắp dạ cần các chị, còn size M, size L và size XL 40 cho tới 60-62kg. Eo tối đa thì eo tầm 80-82 độ về, cả nhà sẽ mặc đẹp thoải mái cho em luôn nha. Mã sản phẩm là 1490 nha. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm là 1490. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha. Mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị, nhanh tay lên đơn thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng luôn. Nhanh tay lên đơn sớm thì giùm em tư vấn nha các chị. Chị Thúy Di có đơn hàng. Chị Trần Ngọc Lan ok chốt luôn ạ. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1490.
Đầm em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1490. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm này giùm em tư vấn và chờ hàng luôn nha. Mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị. Nhanh tay lên đơn thật là sớm cho em tư vấn và chờ hàng luôn. Mã số với số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Sao ngay trong bài livestream ngày hôm nay, chị Trịnh Long có đơn hàng 1490 luôn ạ. Dạ 249.000 đồng cả nhà nha. Hiện tại em đang có cho cả nhà mình 3 size. Rồi nhanh tay lên đơn thật là sớm cho em tư vấn và chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn nha. Mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị ơi, nhanh tay lên đơn thật là sớm cho em tư vấn và chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn ạ. Mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị, nhanh tay lên đơn thật là sớm cho em tư vấn và chờ hàng luôn. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 14990, đầm đang mặc trên người mã số 1490, giá tiền chỉ có 249.000 đồng. Chị Đinh Ngọc Trân ok chốt luôn, chị Thiên Bảo cho chị một cái xanh lời dồn đơn ok có luôn ạ. Từ 499.000 đồng sắp giảm mạnh chỉ còn 249, có 250 thôi cái váy này. Trời ơi sale rất là lớn cho mình luôn á. Chất cát thái bao đẹp luôn ha, váy đẹp nè, mềm rũ mặt mát, dáng nào cơm suông. May một lớp cho mình kèm luôn cả hai cái túi hai bên và có khóa kéo phía sau lưng nha. Chị nào mình đặt hàng thì ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha em, tại vì các chị mình đặt hàng nhanh á chắc chắn là sẽ có đơn, còn nếu như các chị mình đặt hàng chậm quá nó sẽ hết hàng đó. Thì mình cố gắng mình đặt hàng thiệt là nhanh và thiệt là sớm nha, để bên em tư vấn luôn nha. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1490, đầm đang mặc trên người mã số 1490 ạ. Chị khách nào mình đặt hàng thì bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng nha các chị. Mã số với số điện thoại cho em là được cả nhà nha, nhanh tay lên đơn thật là sớm nha em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn ạ. Đầm đang mặc trên người mã số sản phẩm 1490, giá chỉ có là 249.000 đồng. Chị Yến Đoàn có một cái luôn nè, 1490 249.000 đồng, giá gốc bình thường 499, ngày hôm nay chỉ có 249.000 đồng, không nhanh tay đặt hàng nữa nó hết nha. Hiện tại đã hết size 2XL rồi đó, tại vì mình tranh thủ nếu không nó hết tiếp mà một vài size nữa thì thật sự là quá uổng. 1492 ngày hôm nay sắp sẽ sale cho cả nhà mình luôn ạ. Chỉ còn có giá tiền bao nhiêu nè, 199.000 đồng trong bài livestream ngày hôm nay. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1492. Chị khách nào mình đặt hàng nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha em nha các chị ơi. Đầm thiết kế sẽ là cổ tròn ha, tay ngắn nè, vai hơi phồng nhẹ cho mình, ôm cái phần eo dáng nào phồng xòe nha. Váy này thì em sẽ may kỹ lưỡng cho mình luôn, là tận 2 lớp, có luôn cả hai cái túi và có khóa kéo phía sau lưng, mã sản phẩm là 1492. Chị nào mình đặt hàng nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha, 1492 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được nha các chị. Em sale ngay trong bài livestream ngày hôm nay nha. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha em tư vấn và chờ hàng luôn. 1492 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được cả nhà nha. Nhanh tay lên đơn thật là sớm nha em tư vấn và chờ hàng nè các chị. Đèn vải màu đen nè, đó có những người có cho mình những cái họa tiết hoa màu đỏ đỏ, hồng hồng, tím tím này các chị, dễ thương không? Rồi mình trước lời vải của em, nó là vải von nha các chị. Đây là dòng vải von kính cao cấp, phần tay này một lớp thân váy kỹ lưỡng hai lớp cho mình, kèm luôn cả hai túi khóa kéo thì nằm đằng sau lưng, mã sản phẩm là 1492. Bây giờ chị khách nào mình đặt hàng cái đầm này của em thì mình comment liền phía dưới nha em, để bên em tư vấn và chờ hàng luôn nha. 1492 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm 1492, giá chỉ có 199.000 đồng trong bài livestream ngày hôm nay thôi. Bình thường á thì cả nhà mua em váy này là 399, nhưng trong livestream cả nhà chia sẻ liền giúp shop đi các chị ạ, ba lượt thôi, mình chia sẻ lên tường nha, mình chia sẻ vào nhóm này và để với chế độ công khai em sẽ giảm ngay cho mình luôn, chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng thôi ạ. Mã số 1492 nha. Chị Hoàng Anh, chị Thanh Trà ok chốt 1492 luôn ạ. Sao rẻ nha các chị, 199.000 đồng ngay hôm nay. Mẫu đang mặc trên người 1492. Rồi bây giờ chị khách nào mình đặt hàng cái đầm này của em thì mình comment liền phía dưới cho em nha. Mã số với số điện thoại cho em là được, 1492 kèm số điện thoại, giá 199.000 đồng. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1492 nha các chị, nhanh tay lên đơn thật là sớm cho em tư vấn. Chị Khai Thi Dương ok có đơn hàng, chị Hồng Thúy ok chốt 1492 luôn ạ. Tranh thủ săn xe với em cái mẫu đầm này nha các chị. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1492. Đây là dòng vải von kính cao cấp và đây cũng là lần đầu tiên em về cho mình cái mẫu đầm này. Giá gốc bình thường bán là 399, nhưng trong livestream cả nhà mình chia sẻ like sẽ được giảm mạnh 1492, chỉ còn bao nhiêu ạ? 199.000 đồng trong bài livestream ngày hôm nay thôi. Nãy thì em đã lên cho mình những cái gam màu đen, màu xanh đen là nhiều đúng không các chị? Và có nhiều chị hỏi em là em ơi có màu tư một chút xíu hay không? Là em lên liền cái mã đầm này cho mình, và không những lên giới thiệu cho mình thôi mà em
còn sale cho mình nữa nha. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1492, hiện tại shop có cho cả nhà mình được 4 size đầy đủ. Em có M, có L, XL và lại 2XL cho mình luôn, từ 40kg cho tới 65-66kg. Em có thể em tầm 85-86 độ về mặt đẹp thoải mái nha. Cái dòng vải này rất là xịn mịn luôn. Cái chị mình mà bỏ lỡ cái mẫu đồng này em nói thiệt rất là uổng luôn á. Tay ngắn nè, vài mày xếp phòng nha, không sợ bị chật bóp tay luôn. Cái chất vải này các chị, vải này nó sập tự nhiên nha, vải sập tự nhiên như vậy luôn, nhìn bên ngoài phải nói đẹp lung lên luôn ạ. Mặc vải thì ống ả nè, sờ lên mức một luôn, ống vừa phải thôi nha các chị, không có quá bóng đâu. Hai lớp kỹ lưỡng cho mình, bên trong đắp lót cô tông cho mình luôn nè, đó kèm luôn cả hai túi và có khóa kéo phía sau. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1492. Rồi bây giờ chị khách là mình đặt hàng mẫu đồng này thì mình comment liền phía dưới cho em mã số sản phẩm 1492 và kèm luôn cho em cái số điện thoại của mình. Đây có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn nha. Giá bao nhiêu ạ? 199.000 đồng. Chị Hồng Anh này, chị Thanh Trúc ok chốt 1492 luôn. Dạ chỉ có 199.000 đồng thôi chị yêu ạ. Giá gốc bình thường mà chị mình đặt hàng khi mà mình chưa có chia sẻ hay là mình mua tại cửa hàng của em là 399. Còn bây giờ trong bài livestream ngày hôm nay, chị khách nào mình đặt hàng và có chia sẻ livestream thì shop sẽ giảm mạnh cho mình luôn. Chị còn có giá tiền bao nhiêu ạ? 199.000 đồng. 199.000 đồng trong bài livestream ngày hôm nay thôi. Chị Lý Nguyễn ok có đơn hàng. Chị Diệp Thanh này 1492 ok chốt. Còn chị khách nào mình đặt hàng đầu đầy đủ ngay bây giờ mình trên thủ lên lên sớm thì dùng em nha. 1492 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được nha các chị. Chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng thôi. Em cao bao nhiêu vậy? Dạ em cao 1m65 á chị. Đầm này mặc dài ngang lưng chừng tầm nửa bắp chân em. Chị mình thích bằng dáng dài cứ để dài dài như thế này mình mặc nha. Còn nếu như mà mình thích mặc ngắn ngắn, mình có thể lên like đồ cho em luôn. Mặc dài thì nó thước tha, thanh lịch, đi chơi được, đi làm cũng được. Còn chị khách nào mặc ngắn á thì nhìn sẽ trẻ hơn rất là nhiều luôn. Và cái tông màu này đảm bảo với cả nhà mình luôn, mặc không hề kém một chút xíu nào cả nha. Vừa tươi nè, vừa trắng da nè các chị, và vừa phải nói là tôn dáng của mình luôn. Phong dáng đầm này đơn giản dễ mặc, năm nay cả nhà mình mặc 1-2 lần cất tủ, năm sau lấy ra mặc vẫn đẹp, vẫn hợp thời bình thường luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1492. Rồi bây giờ mình đặt hàng cho em xin mã số sản phẩm vào 1492 và kèm luôn cho em cái số điện thoại của mình nha. Bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn nha các chị. Đặt nhanh có đơn đặt hàng chậm hết hàng nha các chị. Nhấn phần eo nè, dáng hồng phong xòe, chất liệu vải von, trời ơi diện lên một phát nó rất là mềm luôn. Không những mềm, nhẹ nhàng, siêu mát nữa. Đi chơi đi tiệc được, đi làm công sở vào văn phòng thoải mái thả ga cho em. Rồi giá bao nhiêu cả nhà ơi? 199.000 đồng. Nhất là những chị khách nào mà mình mới vừa đi đến lên shop, em khuyên thật lòng luôn, nên mua em váy này. Nguyên một em đầm xinh nè, đó, vải đẹp, vải xịn luôn, vải xịn cho mình luôn, lên form rất là sang, đi chơi đi tiệc được, đi làm cũng được, mà chỉ 199.000 đồng thôi. Trời ơi, cái này hàng thiết kế nha các chị, trên thị trường không shop nào bán đâu, tại vì bên shop em là độc quyền, tự may, tự thiết kế và tự sản xuất. 63kg mình mặc cho em size háng trên L đấy chị. Cứ việc đặt hàng đi, bên em có bộ phận chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn cho chị mà. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1492 nha. Rồi bây giờ mình đặt hàng cho em xin mã số sản phẩm vào 1492 và kèm luôn cho em các số điện thoại. Và giá ngày hôm nay chỉ có là 199.000 đồng thôi. Chị khách nào mình đặt hàng nhanh có đơn đặt hàng chậm hết hàng và đừng quên chia sẻ livestream để được áp dụng ngay giá sale nha các chị. Nhận đơn hàng được kiểm tra không sáp giả đồ có trời. Ngoài ra dùng đơn 600.000 đồng còn được miễn phí giao hàng toàn quốc nữa nha. Nhanh tay lên đơn dùng em nha. Mã số 1492 giá chỉ có 199 thôi ạ. 1513 làm sơ mi lên sóng cho các chị em mình đây. Đầm này thì ngày hôm nay sắp sẽ sale đặc biệt cho mình luôn ạ. Với mức giá chỉ có 199.000 đồng trong bài livestream ngày hôm nay thôi. Chị khách nào mình đặt hàng nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Đầm này thiết kế sẽ là cổ sơ mi cho cả nhà mình nè. Đẹp chưa các chị? Tay ngắn ha, vai hơi phồng nhẹ một chút xíu. Nhánh cái phần eo cho mình, dáng đầu vô xè tự nhiên ha. Váy này thì chị cần may một lớp rất là vừa mặc rồi, chất liệu vải lụa mango và vải cao cấp cho mình, có co giãn nhẹ nhàng hai chiều luôn. Kèm luôn cả hai cái túi ở hai bên và có khóa kéo phía sau lưng nha các chị. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1513. Đầm em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1513. Chị khách nào mình đặt hàng nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. 1513 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được nha các chị. Em xem ngay trong bài lại trường ngày hôm nay. Chị khách nào mà mình đặt hàng nhanh á, em đảm bảo có đơn hàng cho mình đẹp. Còn chị khách nào mà mình đặt hàng chậm quá, nó sẽ hết hàng cho mình. Cố gắng mình đặt hàng thiệt là nhanh và thiệt là sớm nha em, để mình em tư vấn và chờ hàng luôn nha. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1513. Đầm đang mặc trên người mã số sản phẩm 1513. Chị khách nào mình đặt hàng nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn ạ.
1513 kèm luôn cho em cái số điện thoại ha. Nề vải của em ấy này là màu xanh và có phối cho cả nhà mình hoa hoa hồng mới có chị, hoa hồng rất là đẹp luôn, ẩn ở phía dưới nền vải. Còn ở bên trên thì sẽ có cho mình vài cái em hoa màu đen đen này các chị, rất là xinh luôn ha, mê liền. Rồi giá bao nhiêu cả nhà ơi? Đầm sơ mi chỉ có 199.000 đồng thôi. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1513. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1513. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. 1513 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được cả nhà nha. Cùng nhau vào săn đầm sơ mi với em các chị ạ. Quá là sang chảnh luôn ha. Đầm thiết kế sẽ là cổ sơ mi cho mình. Tay ngắn nè, dáng đầu phong xòe che khéo phần bụng tốt. Nhìn cái hoa thôi là các chị mình ghiền liền. Trời ơi, quá hot đúng không các chị? Và đầm này em đang bán tại cửa hàng với mức giá là 550.000 đồng. Và trong bài livestream ngày hôm nay em sẽ sale luôn cho các chị yêu mình luôn. Chia sẻ liền cho shop 3 lượt em sẽ sale ngay cho mình nè. Đó, ngày hôm nay từ 550 giảm giá. Không phải là 400 cũng không phải là 300 mà bao nhiêu các chị? 199.000 đồng, chất lượng mango dòng vải cao cấp cho mình nha, co giãn nhẹ nhàng hai chiều luôn. Váy siêu đẹp, sờ lên rất là mịn, mặc lên cực kỳ mát luôn nha. Đầm này thì phải nói mặc không sợ bị nhăn luôn, kèm luôn cả hai túi. Vải bên shop em vừa thường á là em về em may cho mình là toàn những cái vải không nhăn thôi à các chị. Và với form sơ mi này cả nhà có thể mặc đi đâu, đi chơi, đi tiệc được, đi làm công sở, vào văn phòng được luôn cho em. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1513. Chị khách là mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ là đơn sớm cho em nha. 1513 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được nha các chị. Ở đây em cao 1m65, đầm đang mặc dài ngang lưng chừng tầm nửa bắp chân của em. Mình thích mặc dáng dài thì mình cứ để dài dài như vậy mình mặc. Còn chị khách nào mà mình đã chán mặc dáng dài rồi thì cả nhà có thể lên like cắt ngắn tùy theo ý thích của mình mà không hề sợ bị mất form đầm luôn. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1513, đầm đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1513. Chị khách nào mình đặt hàng nên bây giờ mình tranh thủ 1513 kèm số điện thoại. Nền vải là màu xanh nha các chị, nền vải là màu xanh đen, có phối cho cả nhà những cái cành hồng màu vàng ở cái phía dưới và thêm vài cái em hoa màu đen đen này các chị, phối màu rất là xuất sắc luôn. 199.000 đồng. Chị Ngọc Ân có đơn hàng, chị Nguyễn Hoàng ok chốt đơn. Rồi chia sẻ cho em gái năm lượt luôn đó, em cảm ơn chị mình nhiều ạ. Chia sẻ chỉ còn 3 lượt là được rồi, chị khách nào chia sẻ nhiều em cảm ơn các chị mình nhiều ha. Từ 550.000 đồng shop giảm rất là lớn cho mình xuống chỉ còn 199.000 thôi. Tính ra mua em đầm này chưa tới 300. Tính ra mua em đầm này chưa tới 300 có chịu ạ, có 199-200.000 à. Mình bình thường mình một cái áo sơ mi 55kg vừa đó chị, em có size á M là XL với 2X từ 40 cho tới 65-66kg đó chị. Bình thường một cái áo sơ mi 250-300 đúng không các chị? Ngày hôm nay mua nguyên cái đầm luôn. Mua nguyên cái đầm này luôn, chị có giá bao nhiêu các chị ạ? 199.000. 199.000 đồng ngay hôm nay. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1513. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. 1513 kèm luôn cho em cái số điện thoại giá bao nhiêu ạ? 199.000 đồng trong bài livestream ngày hôm nay. Chất liệu vải này là lụa mango nha, dòng vải lụa cao cấp cho chị em mình nè. Trời ơi, tay nè, em may phồng phồng ha. Mặc lên không sợ bị giật góc tay luôn. Cổ sơ mi cho cả nhà mình, nhánh eo dáng đầm phong xòe, có hai túi hai bên cho mình nữa. Đầm này chỉ còn may một lớp rất là vừa mặc, 48kg mình mặc cho em size M đi chị. Chị Thúy em ok có đơn hàng, chị bà bảo ok chốt luôn hả? 1513. Còn chị nào mình đặt hàng nữa tranh thủ, tại vì em chỉ sale trong cái bài livestream này thôi. Tất cả những mẫu đầm em chỉ về được một lần rồi qua luôn chứ không về đi về lại. Ngày hôm nay mình đang thấy đầm quá đẹp, sale quá rẻ luôn thì ngay bây giờ chốt đơn liền cho em nha các chị ơi. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1513. Bây giờ chị khách nào mình đặt hàng cái mẫu đầm này comment liền phía dưới dành 1513 kèm số điện thoại. Tránh trường hợp thiếu mã 1513 hoặc là sai mã số thì mình sẽ bị bỏ qua đơn và chưa được chốt xe đâu nha. Chị Nguyễn Sứ ok có đơn hàng, chị Thanh Liệu ok chốt 1513 luôn. Cho chị hai cái 2X luôn nha em gái. Ok chị luôn ạ. Được có hàng không em, thoải mái chị ạ. Nhận được hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, ngoài ra bên shop sẽ có thêm cho chị một cái chương trình ưu đãi. Chị khách nào đặt hàng bên shop em ngày hôm nay dồn đơn hàng cho em 600.000 đồng thì mình sẽ được miễn phí giao hàng toàn quốc luôn nha. Rồi nhanh tay lên đơn cả nhà ơi. Mã số sản phẩm 1513 giá chỉ có 199 thôi ạ. Thấy vân hoa nhí xinh quá trời. Đây cả nhà, đầm này hết cái cổ tim ha. Tay ngắn nè, ôm cái phần eo dáng đầm phong xòe cho cả nhà mình. Đầm này chất liệu vải của em nó là dòng vải von tâm cao cấp nha. Xinh lắm luôn á các chị. Phần tay may một lớp, phần váy này thì lượng hai lớp cho mình luôn. Dáng đầm phong xòe và có khoai kéo phía sau ha. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1532. Đầm đang mặc trên người mã số sản phẩm 1532. Chị khách nào mình đặt hàng thì bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. 1532 kèm luôn cho em cái số điện thoại của mình nha. Bên có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn nha các chị.
Chị khách nào đặt hàng nhanh á, em đảm bảo có đơn hàng cho mình. Còn chị khách nào mà mình đặt hàng chậm quá nó sẽ hết hàng nha. Cho nên cố gắng mình đặt hàng thiệt là nhanh và thiệt là sớm nha, để bên em tư vấn và chờ hàng cho cả nhà mình luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1532. Đầm đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1532. Chị khách nào mình đặt hàng nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha các chị, dễ hơn không ạ? Hoa nhí thì không phải lúc nào cũng có hàng đâu nha, lâu lâu mới về cho mình một đợt. Đó, đợt em về cho mình vài chục mẫu đầm kiểu đầm thì chỉ có riêng duy nhất cái mẫu đầm này là về cho mình hoa nhí thôi. Mẫu đang mặc trên người mã số 1532, chị khách nào mình đặt hàng cho bây giờ mình tranh thủ nha. Thì em thấy là nó đã bị lẻ mất một size rồi đó, còn 3 size cho mình ha. 40 cho tới là tầm 64-65kg, em tối đa tầm 84-85 đổ về, cả nhà sẽ mặc đẹp thoải mái. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1532. Đầm đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1532. Chị khách nào mình đặt hàng thì bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha, em tư vấn và chờ hàng luôn. 1532 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được nha các chị. Em sale ngay trong bài live stream ngày hôm nay. Chị khách nào mình đặt hàng nhanh đảm bảo có đơn đặt hàng chậm hết hàng nha. Chị Nguyệt Phan ok chốt đơn hàng 1532 luôn ạ. Mời em mấy hoa nhí về nó là xinh quá trời quá đất luôn á các chị. Em về cho mình đợt này á là tới 50-60 kiểu đầm luôn, rất là nhiều hoa. Nhưng mà chỉ có riêng duy nhất cái mẫu đầm này là hoa nhí cho mình thôi. Mới vừa lên sóng là được nhận được rất là nhiều sự ưu ái của các chị mình luôn. Nhưng mà hiện tại á các chị, về 4 size mà còn có 3 size cho một đốm nhạc à. 40kg cho tới tầm 64-65kg mặc đẹp thoải mái nha. Em đã hết size XML rồi. Chị khách nào mình đặt hàng nha, bây giờ mình tranh thủ nha. Rồi mã số sản phẩm 1532, khi mà mình đặt hàng nhớ kỹ mã số giùm em, bên em tư vấn. Thiết kế đầm này sẽ là cổ tim cho mình, đơn giản dễ mang ha. Tay ngắn nè, cái phần vai thì sẽ hơi phồng nhiều chút xíu, nhánh cái phần eo, dáng đầm mềm xòe cho mình. Váy này em sẽ may kỳ lưỡng và hai lớp cho mình luôn, có khóa kéo ẩn đầm đằng sau lưng ha. Đầm này nhìn một phát thôi là cả mình đã biết rồi, mặc lên thì nó là rất là dễ mặc luôn, không hề kén da người mặc mà cũng không hề kén dáng luôn ạ. Với phong xòe như thế này mà khi các chị mình diện lên đó, nó sẽ gọn cái phần bụng lắm luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1532. Chị khách nào mình đặt hàng nghe bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em, comment liền phía dưới mã số 1532 và kèm luôn cho em cái số điện thoại của mình. Bên có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn ha. Chị khách nào đặt hàng nhanh em đảm bảo có đơn hàng cho mình. Còn chị khách nào mà mình đặt hàng chậm quá thì sẽ hết hàng, cho nên cố gắng mình đặt hàng thiệt là nhanh và thiệt là sớm cho em tư vấn nha. Mã số 1532 em chào chị Minh Hoàng ạ. Chị Nguyệt Quế có đơn hàng 1532 luôn. Em có bao nhiêu vậy? Dạ em có 1m65 á chị. Đầm này em mặc là ngang lưng trường tầm đầu bắp chân của em. Thích mặc dáng dài có thể dài dài như vậy mình mặc. Còn chị khách nào mà mình đã chán mà dáng dài rồi thì các chị mình có thể lên like cắt ngắn tùy thấy thích của mình mà không hề sợ bị mất phong đầm luôn. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1532. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm 1532. Ngày hôm nay shop sale rất là rẻ, 46kg mình mặc cho em size M là vừa nha chị. Được coi hàng không em? Được cái chị, cứ xem kỹ trên live stream nè. Cổ V, tay ngắn, dáng đầm vòm xòe thì về nhà giao hàng cho mình. Mình dở cái đầm ra coi có giống như em giới thiệu hay không. Em đứng gần cho mình xem ha. Nè vậy, màu đen cho mình có phối với mình những cái họa tiết hoa lá này, chấm bi này, nhỏ nhỏ này, trải đều trên này vải. Dòng vải này chất liệu vải quan tâm cho mình ha. Nên mặc lên thì sẽ không có sợ bị nhăn đâu. Chỉ cần giặt ủi ngay cái lúc ban đầu mình về thôi các chị ạ. À. Rồi mặc hoài không có sợ bị nhăn, cũng không cần phải ủi qua ủi lại. Dạ chị Ngọc Duy có đơn không ạ? À? Chị Cẩm Tú, váy này mình có rồi, đẹp lắm, mọi người mua đi, em cảm ơn chị mình ạ. Lẻ size rồi đó chị, cả nhà mình ơi, chị khách nào đang còn hàng còn size thì ngay bây giờ mình đặt hàng luôn. Tại vì chậm tay quá nó hết hàng, em về 50-60 mẫu một lần. Đó, và chỉ có riêng duy nhất cái mẫu đầm này là hai nhí cho mình thôi. Và thường tất cả những mẫu đầm á, các chị em về có một lần em qua luôn chứ không về đi về lại. Cả nhà mình lưu ý giùm em cái điểm này nha. Chỉ về một lần rồi qua luôn chứ không về đi về lại. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm. Em mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1532. Rồi bây giờ mình đặt hàng cho em xin mã số sản phẩm vào 1532 và kèm luôn cho em cái số điện thoại của mình. Em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn thêm ha. Chị khách nào đặt hàng nhanh em đảm bảo có đơn hàng, còn chị khách nào mà mình đặt hàng chậm quá thì sẽ hết hàng, cho nên mình cố gắng mình đặt hàng thiệt là nhanh và thiệt là sớm nha, để bên em tư vấn và chờ hàng luôn nha. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1532. Đầm đang mặc trên người mã số sản phẩm 1532. Chị nào mình đặt hàng cho bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn ạ. À. 1532 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được nha các chị. Em sale ngay trong bài livestream. 63kg mình mặc 2XL nha chị yêu ơi. Dạ chị, em 74 mình mặc size L là vừa đó chị. Em hiện tại chỉ còn 3 size cuối cùng cho mình thôi. Xinh hơn
ơn các chị ơi. Đơn giản dễ mặc, đi chơi đi tiệc đi làm thoải mái thả ga. Năm nay mặc một vài lần có tụng, năm sau lấy ra mặc vẫn đẹp bình thường. Nếu như cả người chia sẻ livestream cho shop 3 lượt thì mình sẽ được áp dụng ngay giá sale nha. Rồi, cho cái hàng trước khi thanh toán dùng đơn 600 000 đồng còn được miễn phí giao hàng từ quốc nữa. Nhanh tay lên đơn cho em đi các chị, 49 cái xe M luôn chị yêu ạ. À. Hoa Nhí dễ thương ha. Hoa Nhí quá dễ thương luôn các chị, mã số 1532.